Xin chào mừng toàn thể cô chú anh chị đã trở lại với ô tô cũ Sài Gòn. Và hôm nay bên em lại về thêm một chiếc Toyota Altis 2022 nữa nha anh chị. Con xe này màu đen, mang nước sơn màu đen và nội thất là ghế da zin heo xe pha hai màu nha anh chị. Biển số Sài Gòn một chủ từ đầu và mang biển số 51K. Đó, và con này lăn bánh khá là lướt cho anh chị nha. Mới có chạy có 12.300 cây số à. Còn mới dữ lắm. Nước sơn hầu như là nguyên zin. Và mâm vỏ cũng zin hết luôn. Xe thì vừa mới về tại đại lý Tân Cảng vào chiều ngày hôm qua thôi và chưa có được làm đẹp hay là dọn dẹp gì hết nha anh chị. Mẫu mới 2022 ha. Mà nếu mà tính ra con này lăn bánh á thì nó sẽ rẻ hơn mẫu 2022 xe mới. Bữa hổm chúng ta được giảm là tới 100 triệu. Thì anh chị lấy con này mình sẽ rẻ hơn xe mới khoảng 100 triệu mà cùng đời với xe 2022 luôn. Một cái sự lựa chọn rất là đáng để cô chú anh chị cân nhắc nha. Đó, phía bên ngoài xe thì cũng trang bị cũng cơ bản. Đó, Khánh vừa đi một vòng xung quanh xe để anh chị xem và tham khảo chiếc xe. Để bây giờ Khánh cùng với anh chị đánh giá chi tiết chiếc xe này nha. 2022 đi 12.000 cây số nó như thế nào và chủ xe có giữ gìn kỹ lưỡng chiếc xe hay không nha. Về phần đầu tiên thì giới thiệu sơ lược về cái capo tí xíu. Capo của mẫu 2022 nó sẽ hở một tí xíu nha anh chị, nhưng mà ở trong nó sẽ có một cái đường ron nè. Cái ron capo, ron nắp capo ha, nó sẽ hở. Lần đầu tiên mình nhìn mình cũng nghĩ là sao nó hở nhiều vậy, mà không, thực ra đây là thiết kế của nhà máy. Đó. Hở cái đường này khá là to anh chị ha. Đó, phần đèn đớm thì còn rất là ok, rất là mướt luôn. Xe lướt mà 12.000 cây số thì thật ra thì cũng không có gì để mình nói nhiều đâu. Đó. Đèn sương mù full led hết nha anh chị, tất cả là đèn led hết nha. Biển Sài Gòn nè, 28030. Đó, 51K một chủ từ đầu luôn nha. 2022. Đó. Chị coi nè, đèn còn sáng trưng luôn. Xe thì không có bị chạy xước gì nhiều đâu anh chị. Đó. Động cơ 1.8 anh chị ha. Đó. Sử dụng đèn full led nha. Capo còn nguyên zin hết cho anh chị luôn. Này thì mâm vỏ còn zin nè. Đó. Đúng date 2022, xe sản xuất vào khoảng tháng 3 tháng 4 2022 nha anh chị. Đó, đúng date nha. Mâm vỏ còn dày cui à, rất là dày ha. Chạy 12.000 cây số, 12.000 13.000 cây nhưng mà còn rất là mới và mâm còn nguyên zin hết luôn. Đó. Đây. Còn vỏ sau cũng vậy. Chị coi nè. Vỏ sao nè, còn mấy can luôn, mấy cái nước sơn là còn zin nha anh chị, nước sơn còn zin hết nha. Đấy, chỗ này dính sình bụi, hôm qua Khánh chạy xe về nó hơi dính thì Khánh sẽ cho vệ sinh làm đẹp marukuri lại. Rồi bây giờ Khánh cùng anh chị vào bên trong nội thất xem chiếc xe này nha. Nội thất bên phụ, đầu tiên chúng ta sẽ xem bên phụ trước. Tắp bi cửa bên phụ nè, đó mới tinh, mấy cái ốp nhựa bóng ở đây nè anh chị thấy không, láng lo láng lình luôn ha. Và mấy cái đờ dạ, mấy cái bọc da ở đây nè còn căng không bị rách. Đó, da này da thiệt nha anh chị, còn trên này là giả da. Ấy, da này trên này cũng là bọc da luôn, còn dưới đây là da lót ở trong một miếng mút, còn đây mới gọi là giả da, không bị trầy hết nha anh chị. Lo bọng nè, ốp chống trầy, thảm sàn cho anh chị luôn, lót simili đủ hết nguyên bộ nha. À, anh chị nào mà chúng ta đam mê với con Altis này đi, rất là sang ha. Thiết kế mới, nhập khẩu Thái. À, màn hình camera hành trình nè, màn hình zin heo xe, ta nắm tần số còn mới tinh luôn. À, để đi nhanh con xe này cho anh chị. À, thật sự thì mấy xe lướt này mình đi Khánh cũng không biết quay gì nhiều, chỉ có thể quay cái phần sơ cái nội thất thôi, tại nó còn mới quá. Ví dụ nó còn trầy xước tí xíu, mình có em có cơ sở để em quay cho anh chị coi, chứ thực sự nó mới quá mà nó không có bị trầy chỗ nào hết. Đó, anh chị coi ha, phía sau chúng ta sẽ có hai cái cảm biến nè, đèn dạ quang, đèn tín hiệu đầy đủ hết nha. Vô đồ loại hành tiếp dập nổ thì có sao anh chị. Bên ngoài chúng ta sẽ có phim cách nhiệt và có viền chân kính, cái này là viền chân kính rim. Số mức tiêu hao nhiên liệu của xe thì tầm khoảng 5.6 lít cho tới 6.8 lít anh chị ha. Đó. Rồi đây là cái tắp bi cửa bên trong phía bên tay.
Ghế chúng ta sẽ có hai màu như anh chị thấy ha, màu xám nè, rồi màu be nè. Những cái mẫu mới nó sẽ có hai cái màu như vậy. Nội thất lót sàn đầy đủ hết cho anh chị luôn, rất là sạch sẽ. Nội thất sạch sẽ và tươm tất lắm. Bên trong thì có thêm cái cửa gió cho anh chị ha. Máy tinh luôn. Rồi, bây giờ Khánh sẽ nổ máy và mở cái capo cho anh chị coi luôn nha. Để đầu tiên Khánh sẽ vào bên trong cái ghế tài cho anh chị coi. Ghế tài mình sẽ chỉnh điện 6 hướng, 8 hướng nha anh chị. 8 hướng ha. Bơm lưng chỉnh ghế đầy đủ hết cho anh chị luôn. Đây là km thực tế của xe, 12.900 cây số. Tiếng đời nổ êm, không có ồn ha. Đó, camera hành trình. Cái này là rin, cái này là chủ xe họ lắp, chắc là lúc mua xe mới thì được tặng nè. Rồi, còn cái này là DVD zin heo xe, đầu này đầu zin nha anh chị. Anh chị muốn lắp thêm cái đầu Android vẫn được nha, nhưng mà Khánh thấy xài cái đầu này rất là ổn, rất là tốt luôn. Mình mua thêm cái cục Android box mình xài là xịn sò luôn anh chị. Đó, mấy cái miếng đề can này nha anh chị. Thậm chí chủ xe họ để luôn, họ không gỡ luôn. Đó, còn siêu luôn. Anh chị nào muốn bóc siêu xe này vẫn còn được nha. Đó, còn máy tinh nè, sử dụng dàn lạnh tự động hết nha anh chị. Không gian bên trong xe rất là rộng. Đó, những mẫu xe này nó rộng dữ lắm. Anh chị đi gia đình nè ha, mình thoải mái mình đi, chở thêm vali ở cốp sau cũng rộng rãi thoải mái. Chúng ta sẽ có gập gương, chỉnh điện đầy đủ ha, 4 cửa auto. Rồi chỉnh độ cao của đèn ở đây nữa nè. Đó, vô lăng gật gù cho anh chị luôn nha. Nút đề startup một chạm ha. Đó, sử dụng chìa khóa smart key. Đây chìa khóa trên tầm trên tay đang Khánh đang cầm đây. Rồi bây giờ Khánh sẽ mở cái khoang động cơ cho anh chị coi cái máy. Cái máy rất là mới anh chị, máy mới tinh nè. Đây Khánh sẽ mở khoang động cơ cho anh chị xem. Đây là khoang động cơ của Corolla Antiq 2022. Carbon. Carbon còn mới anh chị. Carbon còn nguyên zin luôn nha. Chưa có hạ ha. Tất cả các chi tiết trên xe là còn nguyên bản hết. Hiện trạng là nó hơi là dơ tí xíu là do Khánh vừa mới lấy về từ tay khách thôi và chưa có rửa hay là làm đẹp gì cả. Và quay liền cho anh chị xem cái hiện trạng mộc của xe. Và vừa rồi là một vài hình ảnh sơ lược về con Corolla Antiq 2022. Xe lăn bánh được 13.000 cây số nha anh chị. Và hiện tại đang được chào bán tại Toyota Tân Cảng với mức giá là 672 triệu. Thì chúng ta sẽ tiết kiệm so với xe mới cùng đời 2022 cho anh chị luôn là tầm khoảng 100 triệu lận nha. Biển số Sài Gòn sẵn luôn cho anh chị nào hộ khẩu Sài Gòn. Và Vinh Khánh sẽ cam kết chất lượng xe cho anh chị là không có đâm đụng ngập nước. Và điều đặc biệt là con này anh chị sẽ được bảo hành lên đến 5 năm. À, một cái mức bảo hành cho những dòng xe mới của Toyota. Và anh chị nào chúng ta quan tâm vui lòng liên hệ với Khánh với số điện thoại phía dưới màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những video lần tới ạ.